này xá lợi tử vì bố thí ba la mật đa rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi không hiển hiện vì tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi không hiển hiện này xá lợi tử vì pháp không nội rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi không hiển hiện, hiện vì pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt cháo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện. Này xá lợi tử, vì chân như rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện. Vì pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện. hiện này xá lợi tử vì thánh đế khổ rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi không hiển hiện vì thánh đế tập diệt đạo rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi không hiển hiện này xá lợi tử vì bốn tịnh lự rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi không hiển hiện, hiện vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện. Này xá lợi tử, vì tám giải thoát rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện. Vì tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ rốt ráo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện. Này xá lợi tử, vì bốn niệm trụ rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi không hiển hiện, vì bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi không hiển hiện. Này xá lợi tử, vì pháp môn giải thoát không rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi không hiển hiện. hiện vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi không hiển hiện này xá lợi tử vì mười địa bồ tát rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi không hiển hiện này xá lợi tử vì năm loại mắt rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi không hiển hiện vì sáu phép thần thông rốt giáo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện. Này xá lợi tử, vì mười lực Phật rốt giáo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện. Vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng rốt giáo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi, không hiển hiện này xá lợi tử vì pháp không quên mất rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi không hiển hiện vì tánh luôn luôn xả rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi không hiển hiện này xá lợi tử vì trí nhất thiết rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi không hiển hiện vì trí đạo tướng trí nhất thiết tướng rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi không hiển hiện này xá lợi tử vì tất cả pháp môn đà la ni rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi không hiển hiện vì tất cả pháp môn tam ma địa rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi không hiển hiện này xá lợi tử vì quả dự lưu rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi không hiển hiện vì quả nhất lai bất hoàn a la hán rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi không hiển hiện này xá lợi tử vì quả vị độc giác rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi không hiển hiện này xá lợi tử vì tất cả hành đại bồ tát rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi không hiển hiện này xá lợi tử vì quả vị giác ngộ cao tột của chư phật rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không sanh khởi không hiển hiện, hiện.